Luận Đại Trí Độ, quyển 6, phẩm thứ nhất tiếp theo. Nói về thập dụ, 10 thí dụ. Kinh giải rõ các pháp là như quyển, như diệm, như trăng dưới nước, như hư không, như tiếng giang, như thành càng thác bà, như mộng, như ảnh, như bóng trong gương, như quá. Luận: trên đây là 10 thí dụ nhằm giải rõ pháp không. 1. Như quyển. Hỏi: nếu nói hết thảy các pháp đều là không, đều là như quyển, thì làm sao có thể thấy, có thể nghe, có ngửi, có thể nếm, có thể sờ mó, có thể biết được các pháp? Nếu nói hết thảy các pháp đều là không mà mắt ta làm thấy, thì vì sao ta lại chẳng thấy được tiếng, chẳng nghe được sắc? Lại nữa, nếu nói hết thảy các pháp đều là không, là vô sở hữu, tức là chẳng thật có, thì làm sao có thể nghe, có thể thấy được các pháp? Ví như một ngón tay và một móng tay, thì móng tay ấy là thật có, còn móng tay thứ hai chẳng thật có, nên chẳng có thể thấy được vậy. Đáp: nói các pháp đều là không, có nghĩa là nói tự tướng các pháp là không. Tuy là không, nhưng đều có thể phân biệt thấy được, nghe được, ngửi được, nếm được, sờ mó được. Ví như nhà quyển sư có thể quá tác ra đủ các sự vật ở trên sân khấu, như voi, ngựa, bàn ghế, vân vân. Tất cả các sự cấp vật đó đều chẳng có thật. Thế nhưng người xem vẫn có thể thấy, có thể nghe, vân vân. Nói tóm lại, vẫn có thể dùng sáu thức để phân biệt, chẳng có lẫn lộn. Các pháp cũng như vậy, tuy đều tự tướng không, nhưng đều có thể nhận biết, phân biệt không lẫn lộn bởi sáu thức. Trong kinh có nêu thời pháp do Phật thuyết cho Đức Nữ như sau. Đức Nữ bạch Phật: bạch Thế Tôn, vô minh ở bên trong chăng? Phật dạy: chẳng phải vậy. Đức Nữ lại hỏi: vô minh ở bên ngoài chăng? Phật dạy: chẳng phải vậy. Đức Nữ lại hỏi: vô minh ở bên trong lẫn bên ngoài chăng? Phật dạy: chẳng phải vậy. Đức Nữ lại hỏi: vô minh có sanh có diệt chăng? Phật dạy: chẳng phải vậy. Đức Nữ lại hỏi: vô minh có từ đời trước rồi truyền đến đời nay và đời sau chăng? Phật dạy: chẳng phải vậy. Đức Nữ lại hỏi: có một pháp nào nhất định mà tánh của nó là vô minh chăng? Phật dạy: chẳng phải vậy. Đức Nữ lại hỏi: nếu vô minh chẳng có ở trong, chẳng có ở ngoài, cũng chẳng có ở trong lẫn ngoài, chẳng có sanh diệt, chẳng có từ đời trước chuyển đến đời nay và đời sau, cũng chẳng có một pháp nào nhất định mà tánh là vô minh cả, thì từ đâu có sự việc vô minh duyên hành, hành duyên thức, dẫn đến có khổ, có tập? Bạch Thế Tôn: cây phải có cội gốc mới có cành, nhánh, lá, hoa, quả được. Nếu cây mà chẳng có cội gốc, thì làm sao sanh ra được các thứ ấy? Phật dạy: này Đức Nữ, các pháp đều là tự tướng không. Tướng của các pháp tuy là không, mà phàm phu do vô trí, nên ở nơi đó đã sanh ra đủ thứ phiền não. Do nhân duyên phiền não mà sanh ra các nghiệp ở thân, khẩu, ý. Do nhân duyên nghiệp mà sanh ra có thân ở đời sau. Do nhân duyên có thân mà sanh ra có các thọ khổ, thọ lạc. Thế nhưng chẳng có phiền não thực sự được tạo tác, chẳng có các nghiệp thân, khẩu, ý, chẳng có các thọ khổ, thọ lạc. Tất cả đều là như quyển, giống như các quyển sự, quyển vật do nhà quyển sư tạo tác ra mà thôi. Này Đức Nữ,
Ý ngươi nghĩ sao? Quyển sự có ở bên trong, có ở bên ngoài, có ở bên trong lẫn bên ngoài chăng? Quyển sự có sanh có diệt chăng? Quyển có từ đời này đến đời khác chăng? Quyển có thật chăng? Đức nữ đáp: Bạch Thế Tôn, chẳng như vậy được. Phật dạy: Ngươi có nghe được kỹ nhạc do nhà quyển sư quyển tác ra chăng? Đức nữ đáp: Bạch Thế Tôn, con có nghe được. Phật dạy: Nếu đã là quyển thì là hư dối, chẳng có thật, làm sao ngươi có thể nghe được quyển nhạc? Đức nữ đáp: Quyển nhạc, tướng của nó vốn là như vậy, tuy chẳng có cội gốc mà cũng chẳng thể nghe được. Phật dạy: Vô minh cũng là như vậy, vô minh chẳng có ở bên trong, chẳng có ở bên ngoài, chẳng có ở bên trong lẫn bên ngoài, chẳng có sanh diệt, chẳng có từ đời trước chuyển đến đời này và đời sau, chẳng có thật tánh. Thế nhưng do vô minh duyên hành, hành duyên thức mà dẫn đến có ưu bi khổ não. Nếu dứt được quyển thì các quyển sự cũng dứt theo, vô minh cũng lại như vậy. Nếu vô minh dứt thì hành dứt, hành dứt thì thức dứt, dẫn đến các ưu bi khổ não cũng đều dứt theo. Thí dụ như quyển nhằm khai thị cho chúng sanh biết rằng hết thảy các pháp hữu vi đều chẳng thật có, chẳng kiên cố lâu bền. Bồ Tát biết rõ các pháp đều do duyên hòa hợp sanh, chẳng có thật, chẳng tự tại, chẳng kiên cố lâu bền. Bởi vậy nên nói chư Bồ Tát biết rõ các pháp đều là như quyển. 2. Như diệm. Diệm còn được gọi là sóng nắng. Vào những ngày trời nóng bức, gió tung bụi trần, lại có ánh nắng phản chiếu qua các tầng lớp không khí, tạo ở đằng xa ảo ảnh của những dũng nước đang chao động. Người vô trí tưởng là những dũng nước thật. Các tướng nam tướng nữ cũng là như vậy, do các kiến sử phiền não thiêu đốt, lại do gió tà kiến cuồn cuộn thổi lên trong đồng quan sanh tử, mà kẻ vô trí tưởng chừng như có các tướng nam tướng nữ. Lại nữa, người đi đường xa mệt mỏi, thấy sóng nắng ở đằng xa, tưởng như gần đến được nơi có nước, nơi dừng chân mát mẻ. Nhưng khi đã đến gần rồi thì chẳng còn thấy gì nữa cả. Kẻ vô trí cũng như vậy, vì chẳng được gần thánh pháp nên chẳng biết rõ hết thảy các pháp đều là vô ngã, đều là tự tướng không. Do chẳng biết rõ như vậy nên từ tự tướng không của năm ấm, 12 nhập, 18 giới mà vọng chấp có tướng nam, tướng nữ, vân vân. Nếu được gần thánh pháp, được biết thật tướng các pháp làm vô tướng, thì tư duy sẽ được mở rộng, các vọng tưởng sẽ được tiêu trừ, các ưu bi khổ não sẽ được tận đoạn. Bởi nhân duyên vậy nên nói chư Bồ Tát biết rõ các pháp đều là dư diệm. 3. Như trăng dưới nước. Trăng ở trên không trung là trăng thật, bóng trăng in mặt nước chẳng phải là trăng thật. Thật tướng pháp là chân thật, mà ở nơi tâm niệm của chúng sanh khởi hiện ra các tướng sai khác của các pháp, ví như tướng ngã, tướng ngã sở, vân vân. Tất cả các tướng sai khác đó đều là hư vọng, đều là chẳng thật có, như bóng trăng in mặt nước vậy. Lại nữa, trẻ con thấy bóng trăng in mặt nước tưởng là trăng thật, vui mừng, muốn nắm bắt lấy bóng trăng. Người vô trí cũng là như vậy, do chấp thân kiến mà thấy có ngã và ngã sở, thấy có ta, có đủ các pháp ở quanh ta, rồi sanh tâm nhiễm trước, muốn nắm bắt các tướng đó. Như bài kệ thuyết: Như quyển, như diệm, như trăng dưới nước, như mộng thấy tiền, như chết sống lại, hư vọng như vậy, mê chấp là thật, ấy kẻ ngu si đáng bị chê cười. Lại nữa, bóng trăng in trên mặt hồ
chỉ hiện rõ khi mặt nước hồ yên lặng. Nhưng chỉ một gợn sóng lăn tăn cũng đủ để làm cho bóng trăng tan biến. Phàm phu cũng như vậy, do bị vô minh che tâm trí mà tưởng thấy có ngã, có ngã sở, có đủ thứ các kiết sử, phiền não. Trái lại, người trí thấy rõ ngã chỉ là ảnh tượng của kiết sử. Khi các kiết sử đã hết thì chẳng còn có ngã nữa. Bởi nhân duyên vậy, nên nói chư Bồ Tát biết rõ các pháp đều là như bóng trăng chiếu nước. 4. Như hư không. Hư không chỉ có danh mà chẳng phải là thật pháp. Các pháp cũng đều là như vậy, đều là không, đều là vô sở hữu. Do xa lìa trí huệ vô lậu, chẳng vào được nơi thật tướng pháp, phàm phu mới đắm chấp cái ta, chấp có ngã, có ngã sở. Có các pháp tướng sai khác như tướng nhà, tướng giường, tướng ruộng, tướng nam, tướng nữ, vân vân. Ví như phàm phu nhìn lên trời, tưởng có thật một vòm trời xanh biếc, nhưng người bay được lên cao chẳng thấy có vòm trời xanh biếc nữa. Cũng như vậy, pháp tánh thường thanh tịnh như hư không. Nhưng phàm phu do bị năm ấm che tâm, do bị tham sân si cùng các phiền não kiết sử khác mê hoặc mà biến pháp tánh thành bất tịnh. Như bài kệ thuyết: tháng hạ trời mưa sấm sét giang, mây đen bao phủ ngăn che sáng. Phàm phu vô trí cũng như vậy, bị các phiền não thường che tâm. Mặt trời mùa đông khi xuất hiện thường bị sương mù và mây che. Người được sơ và nhị quả vẫn còn dục nhiễm mãi che tâm. Mặt trời mùa xuân khi sắp mọc cũng bị mây mờ thường che phủ. Người ly dục vào đệ tam quả vẫn còn tàn si mạng lưu dư. Bầu trời thu không mây che khuất, tợ nước biển cả thường trong xanh. La hán làm xong việc phải làm, tâm vô lậu thường hằng thanh tịnh. Hỏi: vì sao nói hư không chẳng phải là thật pháp? Đáp: nếu hư không là thật pháp thì hư không phải có chỗ trú. Vì sao? Vì chẳng có chỗ trú thì chẳng có tướng hư không. Nếu nói hư không trú trong các hang các lỗ thì như vậy là hư không trú trong hư không rồi vậy. Nếu nói hư không trú trong các vật đặc thì lại càng vô lý hơn, vì vật đặc làm sao có thể chứa đựng được hư không. Vì lý do hư không chẳng có chỗ trú cho nên nói chẳng có hư không. Lại nữa, nếu nói sắc là pháp vô thường thì hư không phải là pháp thường. Vì sao? Vì nếu hư không là pháp thường thì trước khi có sắc đã phải có hư không rồi vậy. Nhưng nếu chưa có sắc thì căn cứ vào đâu để tìm được chỗ không có sắc? Nếu chẳng có chỗ không có sắc thì làm gì có tướng của hư không? Cho nên tướng hư không là vô tướng.